quay xuống, quay xuống, quay xuống. Rồi vắng tắt thôi nha. Rồi nói cho mọi người, con được ơn gì? Con được ơn nghe. Nói gì đã nói. Chưa im. Từ từ. Bây giờ quả hành. Còn nói cứ nói, nhưng mà cứ nói thì được. Rồi thì bắt đầu. Được ơn gì của Chúa vắng tắt chia sẻ cho mọi người. Dạ, con thưa cha, là con được là ơn của thứ nhất là Chúa đã ban cho con được một người dâu và hai người con trở lại với Chúa. Hoàn tất trong cái mùa mâm châu lượt ở Kích Cương. Đó là con thứ nhất. Phần thứ hai nữa là bản thân con. Trong lúc con bị đau là như thế, bốn cơn u luôn. U thần, u chi dương, u thần, u tuyến tuyên liệt. Mà u tuyến giáp chứ có 11 đấy về được tạm hai chỉ chưa cắt. Thế. Nhưng con về con nghĩ đấy, không có gì mà Chúa không thể làm được. Người ta thường bên lưỡng là có một nắng mà cũng có cái ớn bố mà chịu ta hay là nhất quyết có sỏi một đích á, là vẫn không chịu được. Tôi nói thế này, ớn chí thì tùy cả ốm. Còn cái gì? Có cả ốm bất bình nữa ra, lính đảng đến hỏi con. Nói nắng ốm chịu, dê chịu là không kêu la gì cả. Giờ tôi còn một đích gây đắng mà vẫn kêu, vẫn đau. Tôi này thưa bảo đi, tôi chỉ xin Chúa, tôi chưa làm được gì cho Chúa. Tôi xin Chúa bớt cơn đau cho tôi, để trong ngày mai là ngày lễ lá bước vào mùa phục sinh, tôi ở nhà lo phần hồn của tôi, thứ hai nữa vui về con cháu tôi. Không, bây giờ tôi đề nghị ông cầu nguyện như thế này nha. Nghe, ông cầu nguyện như thế này. Con không xin Chúa cất cơn đau cho con, chứ đừng có nói là xin Chúa cất cơn đau cho con để con bước vào tuần thánh, vào lễ lá. Bây giờ mình cầu cao hơn đi, sâu hơn đi, giống như Faustina cầu này, lạy mẹ Maria xin nhìn đến và dạy cho đứa con nhỏ của mẹ biết chịu đau khổ, chứ có phải là bớt đau khổ không? Không. Mà Faustina xin ơn biết chịu đau khổ và biết yêu mến trong lúc đau khổ. Biết chịu đau khổ là một ơn mình xin. Và thứ hai là biết yêu mến trong lúc đau khổ. Chịu đau khổ, giống như nói xin chịu đau khổ. Đầu lúc con rất chịu vì yêu mến Chúa, con rất chịu. Con cái vừa mới đến, đi phép cho tao để tao chịu đau khổ vì Chúa. Cút đi. Đó có là chịu đau khổ nhưng mà có yêu mến trong lúc đau khổ không? Không. Khó hơn và ơn lớn hơn là cho con biết yêu mến trong lúc đau khổ. Con nhớ nha. Chúa đã ban cho ông là hai đứa con dâu được ơn quay trở về. Chúa ban cho ông là bốn cái khối u mà đã được lành. Và hôm nay ông đến đây, ông chia sẻ, ông làm chứng cho mọi người. Nhưng còn một cái khối u là khối u đau khổ. Mỗi người chúng ta đều có cái khối u đó trong người, phải không? Đau khổ vì bệnh tật, đau khổ vì nghèo túng, đau khổ vì bị hiểu lầm, đau khổ vì bị sỉ nhục. Mỗi người đều có một cái khối u ấy, cái khối u đó. Chúng ta xin Chúa cho con biết chịu đau khổ và yêu mến trong lúc đau khổ. Cái khối u đó tự nhiên nó tan biến mất. Xin Chúa chúc lành cho ông và tặng cho ông một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Mà có một nội một tỷ của tổng đó. Rồi, cầm cái máy và thôi và ra về yêu mến trong lúc đau khổ. Nào đi mau mặt chạy xuống đi cho mọi chồng hát tay. Rồi con